Chào mừng các bác quay trở lại với Zika Audio. Và hôm nay tiếp tục lại lên đường những cái đơn hàng khủng khiếp. Vâng, phải nói là khủng long bạo chúa chứ không ạ. Tiếp tục lên đường một em Subbot 1500 bát 40 này cho anh Nguyễn Sung. Đúng rồi, anh Nguyễn Sung. Và đơn này thì chúng em ship vào tới nơi cho anh là 3.800.000 đồng anh Sung nhá. Ok. Với con bát 40 này thì nó quánh kinh khủng lắm. Nó bạo lực, nó quánh tức ngực luôn. Với không gian nhà em, các bác có thể nhìn này, nó chỉ vẹn vẹn của mấy mét vuông cho nên không thể nào cho nó trình diễn được hết cái khả năng của nó được. Mấy em chỉ nhích một chút thôi, nhích một chút đã kinh khủng lắm rồi. Con này là phiên bản mới nhất hiện nay nhé. Denson bát đối đất, nó dựa vào cái form dáng của con 1200, nó đưa ra cho mình một cái hãng chỉ cho chúng ta thêm cái sự lựa chọn, đó là với không gian rộng mở. Cũng rất là nhiều các bác ở trong Nam á, trong Nam thì hay có truyền thống chơi những cặp loa full 40. Chính vì vậy chúng ta phải ghép với những con trầm 40 thì nó mới cân xứng. Các bác trong miền Nam nhé, các bác và anh em trong miền Nam nếu có nhu cầu cứ liên hệ cho chúng em theo cái số hotline này. Và không chỉ riêng cho miền Nam mà mọi miền Tổ quốc, các bác nào nếu đang muốn tìm cho mình một dòng Super Bass 40, một chiếc siêu trầm bát 40 mà trong giá tiền là dưới 4 triệu thì liên hệ chúng em. Con này chỉ có 3.800.000 đồng thôi nhé các bác và anh em. Đơn này là mình của anh Nguyễn Sung. Anh Nguyễn Sung thì anh đã cọc tiền cho bên chúng em mấy trăm rồi. Giờ số tiền còn lại thì anh khi anh nhận đơn hàng anh thanh toán nốt cho chúng em. Con này đánh max lên 700W. Vâng ạ, công suất max lên 700W và em sẽ tăng volume lên nhé. Tăng tiếp lên để chúng ta cùng cảm nhận độ phê, độ sướng. Ok, bây giờ em sẽ dừng video để đóng hàng, để đóng cái sản phẩm này, bởi vì nó là sản phẩm to nặng nên chúng ta phải đóng cẩn thận. Em xin chào anh Nguyễn Sung nhé, và các bác và anh em đang theo dõi video này, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại một lần nữa. Và mọi chi tiết xin các bác và anh em có thể liên hệ tới hai số hotline của điện thoại chúng em kia theo hình thức gọi số hotline, và hình thức thứ hai là các bác thật sự nếu ở gần khu vực Long Biên, Hà Nội thì có thể tới địa chỉ 107 phố Trường Lâm. Chúng em luôn luôn chào đón các bác đến với showroom của chúng em.